lại cái chỉ nhanh chị. Tháo hết rồi. Quần áo rồi. Mẫu không chỉ sang trọng bên đẹp. Ôi
Cái hoa lắm mà nhân lên ông ngân tài.
Em ở một đồng cùng mạo lắm. Quần áo trẻ con, đồ đông xả kho thanh lý nào. Áo rét người lớn 60 nghìn một cái, 80 nghìn một cái, 120 nghìn một chiếc nào. Quần người lớn xả kho thanh lý 100 nghìn 173 chiếc quần người lớn nào. Đấy hôm nay xả kho thanh lý quần người lớn 103 chiếc, quần trẻ con 103 chiếc. Áo rét người lớn 60 nghìn một chiếc, 80 nghìn một chiếc nào. Rẻ quá là rẻ luôn các cô các chú các anh chị. Chúng ta lựa chọn cho mình nào. Giá rẻ bất ngờ, thanh lý siêu rẻ cho bà con cô thì chú bác ạ. Quần áo người lớn, quần áo trẻ con đổ đấy. Quần áo trẻ con cổ đông giá kho thanh lý ạ. Áo rét người lớn 60.000 một cái, 80.000 một cái, 120.000 một chiếc ạ. Quần người lớn giá kho thanh lý 100.000 một chiếc nhá. 120.000 một chiếc của các cô này. Đó, quần áo người lớn, quần áo trẻ người lớn xả kho thanh lý 100.000 ba chiếc nhá, 100.000
13 chiếc quần người lớn nào. Đấy, hôm nay xả kho thanh lý quần người lớn 113 chiếc, quần trẻ con 113 chiếc. Quần người lớn xả kho thanh lý 113 chiếc nhá. 113 chiếc quần người lớn nào. Đấy, hôm nay xả kho thanh lý quần người lớn. Quần áo trẻ con, đồ đồng xả kho thanh lý nào. Áo vét người lớn 60.000 một cái, 80.000 một cái, 120.000 một chiếc nào. Quần người lớn xả kho chiếc nhá. 100.000 chiếc quần người lớn nào. Đấy, hôm nay xả kho thanh lý quần người lớn 100.000 chiếc quần trẻ con. Áo vét người lớn 60.000 một chiếc, 80.000 một chiếc nhá. Đồ đồng xả kho thanh lý nào. Áo Z người lớn 60.000 một cái, 80.000 một cái, 120.000 một chiếc nào. Quần người lớn. Giá rẻ bất ngờ thanh lý siêu rẻ cho bà con tôi thì chú bác ạ.
đống xả kho thanh lý nào. Áo vest người lớn 60.000 một cái, 80.000 một cái, 120.000 một chiếc đống xả kho thanh lý nào. Áo vest người lớn 60.000 một cái, 80.000 một cái, 120.000 một chiếc nào. Quần người lớn xả kho thanh lý 100.000 một cái chiếc quần lớn. Quần áo người lớn, quần áo trẻ con, đổ đông xả kho thanh lý nào. Áo vest người lớn 60.000 một cái, 80.000 một cái, chúng ta lựa chọn cho mình nào. Giá rẻ bất ngờ, ý siêu rẻ cho bà con cùng chú bác ạ. Quần áo người lớn, quần áo trẻ con, đổ đông xả kho thanh lý nào. Áo vest người lớn 60.000 một cái, 80.000 một cái, 120.000 một chiếc nào. Quần người lớn xả kho thanh lý 100.000 ba chiếc nhá. 100.000 ba chiếc quần người lớn nào, một chiếc 80.000 một chiếc nhỉ. Rẻ quá là rẻ luôn các cô các chú, các anh chị nhanh chân nhanh tay chúng ta lựa chọn cho mình nào. Một cái 80.000 một cái, 120.000 một chiếc nào. Quần người lớn xả kho thanh lý 100.000 ba chiếc nhỉ. 100.000 ba chiếc quần người lớn nào. Đấy hôm nay xả kho thanh lý, 100.000 ba chiếc nhá. 100.000 ba chiếc quần người lớn nào. Đấy hôm nay xả kho thanh lý quần người lớn 100 lớn, quần áo trẻ con đổ đông xả kho thanh lý nào. Áo vest người lớn 60.000 một cái, 80.000 một cái, 120.000 một chiếc nào. Quần người lớn xả kho thanh lý 100.000 ba chiếc. Đi cho mà đi lấy của em đây. Mua làm chiếu đấy. Thank you.
cái này là cũng cháu hỏi lấy đi ăn cũng được mà, cái này là lấy ngon thì ba cái này cũng được, lấy đi ăn, cái này là ăn là không sao, cái gì đâu, cái này là ăn mà nếu là nhà cái này thì chắc là khó được, cho nên mình khó nào chứ không. Cái này là à đâu sự có cho xem đó này cũng 30.000 à? Lâu rồi. Hai ba năm. Cái này mấy năm? Mỗi lần một viên à? Hai năm. Mỗi lần một viên. Hai một thằng bà thuốc địa quang đó. Cái này bà thuốc địa quang cho đi phi vào cho cái này là đầu tiên. Cái này mua thì cứ về à? Không, nhà đang làm á. Cháu ở đâu đó? Lâm đi Meow.